Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh SH. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một mẫu nhà cấp 4 giá rẻ cho quý vị tham khảo để quý vị có thêm ý tưởng dành cho căn nhà tương lai của mình. Và rất nhiều quý vị đã yêu cầu là chúng tôi thiết kế mẫu nhà cấp 4 với phong cách là mái Thái nhưng giá rẻ, thì chúng tôi xin đáp ứng nhu cầu đó cho quý vị. Ok, và không liên thiên nữa thì chúng mình bắt đầu xem sơ qua về cái phối cảnh và cái nội thất của công trình này nha. Ok, thì quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Cái mẫu nhà này thì thiết kế một lối thiết kế rất là đẹp, đẹp với cái hiên thái này. Hiên thái và cái mái thái. Chúng ta có thể sử dụng mái ngói để lợp đằng trước này một khoảng như thế này thôi để cho công trình nó thêm sang trọng nha quý vị. Và cái hiên thái này thì được thiết kế là vòm cong. Ở dưới thì có hai trụ tròn để trang trí, và ở dưới này thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là có hai bồn hoa để quý vị trồng cây. Nào quý vị xem rõ thêm nha. Xem rõ cái phần mái này, mái thái này. Đó, quý vị nhìn thấy rõ không ạ? Rất là đẹp nha. Rồi, dưới này thì phần bậc tam cấp. Phần tam cấp 3 bậc này. Được ốp đá marble. Một căn nhà rất là đồ sộ, mình nhìn có vẻ rất là uy nghi và đẹp nha quý vị. Rồi. Okay. Tiếp theo thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là có một phần cửa trước, cửa chính này ngoài là phần cửa nhôm kính, có thể sử dụng cửa nhôm sinfa nha quý vị. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào qua một bên này. Quý vị có thể nhìn thấy rằng là có cửa sổ này, cái ô vuông, một cái ô vuông để che hai một cửa sổ này nữa này. Và cái nhà này thì có một lối vào phụ để chúng ta tiện cho việc đi vào nhà dưới. Khi mà quý vị đi chợ thì sẽ đi vào đường này để tránh đi lên phòng khách. Mẫu nhà này thì quý vị khi mà quý vị làm thì quý vị mình thiết kế này thì không để xe trong nhà nha quý vị. Quý vị có thể sử dụng để xe ở ngoài khi mà chúng ta khóa cổng lại, hoặc là quý vị có thể làm thêm một cái râm dốc đằng trước này để chúng ta dắt xe vào để xe trong phòng khách luôn, cũng rất là ok. Ok, để bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới này để xem này. Rồi, này là phần cửa trong bếp, chỗ bàn ăn này quý vị, để lấy sáng và lấy không khí, ánh sáng và không khí vào trong bàn ăn của chúng ta. Và trên này thì vẫn sử dụng mái ngói, và vừa để trang trí vừa để làm phần ô vuông cho cửa này luôn, cũng rất là đẹp nha quý vị. Quý vị có chỉnh sửa gì, có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Zalo để được tư vấn và thiết kế nha. Ok, quý vị có thể nhìn mẫu nhà này có ưng ý không ạ? Có thể là quý vị, một số quý vị sẽ khó tính thì không ưng ý. Cái điều đó thì mình cũng nói rất là nhiều rồi, mong quý vị thông cảm, bởi vì là mình không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của một quý vị, của mọi quý vị trong một cái video được. Nên là quý vị hẹn cái video, những video sắp tới thì có thể sẽ phục vụ được cho quý vị nha. Ok, thì đó là sơ qua về cái công trình để cho quý vị xem bên này nữa nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong căn nhà này để quý vị xem chi tiết luôn nha. Bước lên mặt tam cấp vào công trình. Ok, chúng ta đi vào công trình đây ạ. Đây là phần phòng khách của công trình này quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Đây là phòng khách của công trình này. Gồm có bộ sofa này quý vị. Gồm có một bộ sofa, bàn, có tivi. Và trang trí một số tranh cũng như là đèn đèn bà, đèn cho phòng khách nè. Rất là phong cách nha quý vị. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Đây là phòng khách. Còn đây là hành lang nè. Phòng khách sau phòng khách sẽ là cái hành lang. Hành lang đi xuống dưới nhà dưới này. Ok, mình sẽ cùng nhìn ngắm lại phòng khách nha quý vị. Từ cái view này mình nhìn ra này. Ok, rất là ánh sáng thì rất là đầy đủ, bởi vì có một cái phần cửa chính và phần cửa sổ rất là lớn bên này, để quý vị không lo là thiếu ánh sáng nha. Ok, quý vị có thấy phòng khách này rất là sang trọng hiện đại mà, rất là thoải mái. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ thứ nhất thì quý vị có thể mở cửa sổ bên này nha. Mình thì mình không
Bởi vì chủ nhà người ta không muốn thiết kế nên mình cũng không có mở làm gì. Quý vị thông cảm nha. Ok, đây là phòng ngủ thứ hai. Hai phòng ngủ thì có diện tích bằng nhau. Tí nữa thì tới phần video, tới phần kiến trúc thì mình sẽ đo kích thước cho quý vị xem để quý vị tham khảo luôn nha. Mong quý vị đăng ký kênh để ủng hộ mình. Không ít có kênh nào mà đăng làm video như thế này kỹ, rất kỹ như thế này, giống như kênh của bên SH đâu nha. Ok, mong là quý vị thương kênh và cho kênh một subscribe và luôn luôn ủng hộ kênh nha. Ok, đây là phần bàn ăn của công trình nè quý vị. Đó, quý vị có nhìn thấy không ạ? Khi bước vào thì chúng ta sẽ thấy tủ lạnh nè, và cái bàn ăn và phòng bếp rất là gần nhau. Quý vị sử dụng bếp sau rồi dọn ra bàn ăn. Cái bàn ăn thì cũng thiết kế rất là gần cái tủ lạnh, nên quý vị cần gì trong tủ lạnh thì cứ việc đến tủ lạnh và lấy đồ ăn ra. Ok, còn đây là phần cửa nè. Đây là phần cửa cho quý vị vào phần nhà dưới để tiếp cận với bếp cách nhanh hơn và tránh đi qua phòng khách nha. Khi mà có khách trên phòng nhà trên, trong phòng khách thì chúng ta sẽ không phải chạm mặt và không phải liền làm phiền khách nha. Ok, tiếp theo thì đây là phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh thì nó còn gồm có lavabo, có gương, có bồn cầu và vòi tắm nha. Cũng rất là đơn giản và nó rộng lắm quý vị. Quý vị nhìn có cảnh như thế này, video như thế này, nhưng mà thực tế thì nó rất là rộng. Tí nữa thì mình sẽ đo kích thước chi tiết cho quý vị xem luôn nha. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh và hoặc là chưa like video thì quý vị vui lòng nhấn like và nhấn đăng ký kênh nếu video này hay nha quý vị. Ok, quý vị có nhận thức gì về cái mẫu nhà này không ạ? Quý vị để ý kiến hoặc là những cái phần nào mà quý vị muốn góp ý dành cho cái mẫu nhà này á, thì quý vị cứ việc comment dưới phần bình luận nha. Mình sẽ cố gắng đọc và trả lời cho quý vị xem. Đây là một cái view của phòng khách này, mình để cho mình cho quý vị xem. Phòng khách này mang phong cách rất là châu Âu và hiện đại nha quý vị. Quý vị có nhìn thấy. Ở trong một nhà như thế này thì quý vị không lo bị stress nha. Ánh sáng nào là ánh sáng thiết kế rất là đầy đủ và tiện nghi, cũng như không gian bố trí hợp lý, giúp cho quý vị có một cuộc sống thật là bình yên và hạnh phúc, không lo ngột ngạt. Sẵn tiện ra thì quý vị nào muốn thiết kế nhà thì hoặc là thi công nhà thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Zalo đang hiện dưới phần dưới màn hình đây nha quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế cho quý vị rất phải chăng, giá rất phải chăng, nên quý vị cứ việc yên tâm mà inbox với chúng tôi. Ok, cho quý vị xem một góc nữa nha, khuyến mãi cho quý vị thêm một góc nữa nè. Phòng khách, không gian phòng khách của căn nhà này cũng là rất là đẹp nha quý vị, nó là perfect nha quý vị. Có không gian phòng khách phải nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn nha. Rồi, ok, cho quý vị xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào phần kiến trúc chi tiết nha quý vị. Ok, đây là phần kiến trúc chi tiết của công trình này quý vị. Quý vị thấy rõ không ạ? Để mình đo cho quý vị xem chiều dài và chiều rộng của công trình nha. Chiều dài 12m nha quý vị. Chiều ngang 6m. Rất là hợp lý. Thiết kế vô cùng hợp lý với hai phòng ngủ, một khách, một bếp vệ sinh nha quý vị. Với phong cách là mái thái này. Mình sẽ ấn cái mái ra cho quý vị xem nội thất bên trong. Ok, phần tiền này thì mình không xin phép không bàn tới nha. Ok, đây là phòng khách này, để mình đo quý vị xem luôn. Quý vị nào mà có muốn mua bán vẽ này thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua cái Zalo nha, đăng hiện màn hình nha. Giá bán vẽ thì cực kỳ rẻ, cực kỳ phải chăng quý vị luôn. Quý vị yên tâm nha. Ok, để mình đo chi tiết và nói cho quý vị xem luôn. Đó là bề ngang của phòng khách là 3m8, gần 4m, dư sức cho quý vị. Bề ngang là, bề dài của nó là 4m3, cực kỳ rộng và thoải mái nha quý vị.
Rồi, quý vị có thể nhìn thấy cách bố trí, bài trí cực kỳ gọn và hiện đại. Rồi, phòng ngủ. Tiếp thêm phòng ngủ thì sao? Phòng ngủ thì chiều rộng là 2m4 và chiều dài thì là đến tận 3m1. Rất là rộng nha quý vị. Cái giường của quý vị thì trung bình thì một người, hai người nằm thì rơi vào khoảng là 1m6 đến 1m8 nhân cho 2m. Đó, quý vị xem, cái giường nó đặt cũng còn dư diện tích rất là nhiều. Quý vị có thể sử dụng để tủ kệ, bàn ghế nè, này nè, tủ trang điểm, bàn trang điểm, các sắt đồ trong này. Rất là vô tư nha quý vị. Ok, nếu mà quý vị nào mà bên này, bên mặt này nè, và bên mặt này nè quý vị nào mà có trống á, thì quý vị nên đặt đục một cái cửa sổ nhỏ như này để lấy sáng. Mình rất khuyến khích quý vị đục một cửa sổ này bên này để lấy sáng nha quý vị. Quý vị đục thì quý vị đừng, quý vị tránh cái đầu giường ra nha. Quý vị đục một bên này nè. Đó quý vị hình dung ạ. Tránh cái đầu giường ra nha quý vị. Đây, chúng ta sẽ đục cửa sổ này thì nó sẽ rất hợp lý. Có thể là bên này thì chủ nhà, cửa nhà này thì nó đã bị cắn một cái nhà nào đó rồi, nên là người ta không có đập cửa sổ được. Thay vì thế mà phải lấy cửa sổ bên này để lấy sáng thôi. Ok, tiếp theo thì đến phòng bếp nè. Quý vị đã nắm rõ được diện tích của phòng ngủ chưa? Là 2m4 nè quý vị. 2m4 50 nè quý vị, nhân cho 3m1 đúng không ạ? Ok. Tiếp theo thì đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là 2m8, cực kỳ dài luôn nha quý vị. 2m8 là cực kỳ rộng luôn đó quý vị. Quý vị có thể vào tắm thoải mái luôn. 1m3. Bề ngang của nó thì cũng hơi ngắn, mà 1m3 bề dài nó sẽ bù lại. Rồi, bếp nè. Bếp ngang ra là 4m4 nha quý vị. Cũng rất là rộng. Cái chiều ngang của cái này là 1m5. Vâng, để mình giới thiệu sơ qua cho quý vị xem một tí. Đó là quý vị nhìn vào thì nhiều quý vị sẽ nghĩ rằng là tại sao bếp lại gần nhà vệ sinh. Nói chung là mình không thể mà đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mọi tất cả mọi người, mấy ngàn người, mấy trăm ngàn người được trong một video được. Nên là mong quý vị thông cảm. Có thể video này quý vị không ưng ý, nhưng mà video sau quý vị sẽ ưng ý. Mong quý vị luôn luôn ủng hộ kênh nha. Mình không có mình rất là thông cảm, mà mình không có giận mọi người đâu. Thì đó là cái này, thì bếp nó không có cái đối diện nhà vệ sinh nha quý vị. Bởi vì tùy cái căn nhà mà mình cố gắng mình bố trí, mình cũng hạn chế cái chuyện mà bếp nó đối diện với nhà vệ sinh. Thì cái này là cái bồn rửa tay nha quý vị. Đây này quý vị. Cái này là cái rửa chén á, cái bồn rửa chén á, chứ không phải là cái bếp nè. Cái bếp là bên này nha. Đó, bếp nè, bếp tới tủ lạnh. À, trên bếp thì mình có bố trí một cái máy hút mùi luôn cho quý vị. Nào mà hiện đại thì quý vị sử dụng. Tiếp theo thì là bàn ăn và cửa sổ. Ok, như vậy thì mình đã giới thiệu xong cái mẫu nhà cấp 4 cực đẹp mái Thái với diện tích 6x12. Gồm có phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp vệ sinh nha quý vị. 6x12. Quý vị nào mà có nhu cầu mua bản vẽ, thiết kế bản vẽ, sửa đổi bản vẽ này thì hãy liên hệ ngay trực tiếp với chúng tôi qua Zalo, và chúng tôi sẽ trực 24/24 cho quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái dự án khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.